có hiệu lực hơn ở tại khu vực này. Thưa quý vị, tôi cũng trong cái lời kết đó, tôi đã chứng minh anh Hứa Bộc Võ là dân biểu trong 10 năm. Nhưng mà đó, Texas Alliance, Heritage Alliance đã đánh giá anh là chỉ là một vị dân cử có cái hiệu lực chỉ có 21% thôi. Và nhiều cơ quan đã cho rằng anh là một vị dân cử không có khả năng. Anh không có khả năng rồi anh còn bỏ phiếu cho những cái việc rất là hại, thí như đó là sát hại thai nhi trên 5 tháng. Hoặc là đó là anh là không có ý kiến gì hết để cho cái tượng đài người lính Việt Nam Cộng Hòa mất ở tại Austin, vân vân và vân vân. Cái điều đó rất là thiệt hại cho người Việt Nam. Ngoài đó ra anh còn bị mang tiếng là một vị là chủ nhà lôi thôi ở những căn nhà nhiều triệu nhưng mà để cho cái người thuê nhà lôi thôi vân vân. Cho nên chúng tôi đã đưa ra đó là chúng tôi mặc dầu chỉ là một vị nghị viên thôi mà đã được đánh giá ở tại Austin là một nghị viên có khả năng, một vị dân cử có khả năng. Cho nên chúng tôi đã được nhiều cơ quan, thí dụ như là ABC, tức là Association of Builders and Contractors, hoặc là Texas Association of Businesses, rất là nhiều cơ quan đã endorse tôi, tức là công khai ủng hộ tôi. Cho nên tôi nghĩ rằng là giai đoạn này là giai đoạn mà chúng ta cần phải có sự thay đổi cho khu vực 149. Và đặc biệt tôi đã đứng về phía của những vị cử tri, thí dụ như là bà Cao Phi Yến. Khi bà Cao Phi Yến, anh Hứa Bộc Võ không trả lời cho bà Cao Phi Yến, anh Hứa Bộc Võ cho rằng đó chỉ là chuyện riêng tư. Nhưng tôi nói người Việt Nam bỏ nước ra đi là tị nạn cộng sản, lá cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ thân thương của họ. Vấn đề lá cờ vàng ba sọc đỏ treo ở nhà họ mà bị hạ xuống thì đó là vấn đề chung của người Việt Nam, đó là vấn đề của cộng đồng, không phải là vấn đề riêng tư. Thì dân biểu Hứa Bộc Võ phải trả lời với người đó. Hoặc là cái tượng đài người lính Việt Nam Cộng Hòa ở trên Austin khi bị mất không phải là chuyện riêng tư, mà đó là cái chuyện chung cần phải được đáp trả. Và tôi yêu cầu là nhà cầm quyền cộng sản.